Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Bếp Của Minh. Các món ăn vùng miền thì rất là đa dạng và phong phú. Lần này thì Bếp Của Minh sẽ giới thiệu đến các bạn một món, đó là bún nhâm, một món đặc sản của xứ đất Hà Tiên. Như thường lệ thì cô Minh vẫn có một câu hỏi cho các bạn. Thì các bạn nhớ theo dõi hết clip để xem câu hỏi hôm nay là gì nha. Nguyên liệu để làm món bún nhâm thì rất là đơn giản. Mình chỉ cần đến đó là tôm khô ngon nè, bún, các loại rau đi kèm thì sẽ có là rau xà lách, rau thơm, ít là rau răm. Rồi thêm nữa đó là đu đủ cộng thêm một ít giá và nước mắm là pha làm sao cho ngon nữa. Món ăn này thì sẽ thiếu vị ngon của nó nếu như không có nước cốt dừa đậm đặc. Và chuẩn bị nguyên liệu như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm nha. Trước tiên mình sẽ cho vô 300ml nước dừa tươi, 150g đường cát trắng, 100ml giấm và 100ml nước mắm. Mình sẽ nấu sôi hỗn hợp này lên để mình có nước mắm để dùng kèm với lại món bún nhâm. Mọi người lưu ý là khi mình sử dụng loại giấm mà nó có vị chua nhiều quá thì mình sẽ giảm lượng giấm và tăng lượng nước lên để làm sao nước mắm mình sẽ có vị chua chua, ngọt ngọt, nhẹ nhẹ, thì nó sẽ phù hợp cho những cái món ăn kèm với bún như thế này. Bây giờ thì mình sẽ đập tỏi ra, mầm để bỏ vào trong nước mắm của mình. Các bạn nhớ là mình sẽ đập dập tỏi ra rồi mình hẳn băm. Tại vì nếu mà mình không đập dập ra thì cái tinh dầu ở trong tỏi chưa ra được á, nước mắm mình nó sẽ không có được thơm bằng là mình đập dập ra đâu nha. Nước mắm đã sôi và tan hết đường ở trong đây ra rồi thì mình sẽ tắt bếp để cho nước mắm nguội nha. Mình sẽ cắt nhỏ ớt ra và bằm nhuyễn ớt. Ớt sừng này thì thường là có màu đẹp và ít cay nên là mình để nguyên như vậy cũng không sao nha. Còn nếu mà ai không ăn được cay luôn thì mình có thể là bỏ hết hạt ra. Thì lúc này chỉ có màu đẹp thôi, còn cái vị cay thì nó chỉ có thay thế nhẹ nhẹ một chút xíu thôi. Tôm khô thì mình sẽ lựa loại tôm ngon và mình rửa qua nước thôi, không có cần phải ngâm. Vì khi mà mình ngâm á, thì nó sẽ làm tôm mình ẩm vô với món này của mình, nó sẽ không có được cái mùi thơm đặc trưng. Đối với cái loại tôm mình lựa thì nên lựa những cái loại tôm to như vậy nè, thì cái sớ nó sẽ to hơn và nó đẹp hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho tôm vào trong cối nha. Mình có thể sử dụng những cái cối xay khô của máy xay sinh tố á, hoặc là ai có những cái cối xay như của bếp của mình thì mình sẽ sử dụng máy này xay thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đó, tôm khi xay xong ra thì sẽ bong sợi lên như vậy. Mình phải lựa tôm ngon thì mình ăn cái món này á nó mới thơm được nha. Nếu mình mua những cái loại tôm mà không ngon á thì khi mình xay nó ra mình sẽ hửi thấy cái mùi khai khai á, thì tốt nhất là mình không nên chọn những cái loại như vậy. Bây giờ thì mình sẽ bào đu đủ để bỏ lên trên tô bún nhâm của mình nha. Đó, đu đủ mình sẽ bào ra những cái sợi như vậy. Và các bạn nhớ lưu ý là mình sẽ chọn đu đủ mỏ dịch á, thì nó sẽ có cái màu cam cam nhẹ nhẹ như vậy nè, ăn nó sẽ thơm hơn và ngọt ngon hơn. Nước mắm sau khi đã nguội hết rồi nè, mình sẽ cho tỏi và ớt vô. Mình cho khoảng chừng cỡ là 2 muỗng canh tỏi và 2 muỗng canh ớt bằm. Bây giờ thì mình chỉ cần sắc rau ra và xếp ra tô và thưởng thức thôi. Bây giờ thì mình sẽ sắc rau ra, không có cần sắc nhuyễn, sắc sơ thôi. Xà lách mình cũng sắc nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ bỏ rau giá cùng bún vô nè. Món này thì không thể thiếu được những cọng đu đủ đã bào sợi như vậy. Rau ăn kèm thì sẽ có là rau thơm, rồi một ít rau răm, một ít húng lủi, mình sắc nhỏ ra, thêm một ít rau xà lách nữa. Đây, mình sẽ để một ít tôm đã giã nhuyễn lên đây. Rồi bây giờ thì chỉ cần chan thêm nước mắm và nước cốt dừa không thể thiếu. Ở đây mình sẽ sử dụng là nước cốt dừa tươi nguyên chất,
không pha thêm gì hết nha. Rồi cuối cùng là thêm một ít đậu phộng rang, mình giả dập ra. Như vậy là ta đã có được một tô bún nhâm rất là ngon miệng và đẹp mắt nữa nè. Hy vọng đây sẽ là một món ăn cho tất cả các bạn trẻ cũng như là mỗi gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Chắc mọi người ở đây cũng sẽ thắc mắc không biết là tại sao thì lại có cái tên bún nhâm. Món bún nhâm này thì nguồn gốc bắt nguồn từ Campuchia và đã được người Việt Nam mình tăng thêm những cái gia vị để phù hợp với người Việt của mình hơn. Và câu hỏi tuần này sẽ là: các bạn nhớ theo dõi trên fanpage của mình để xem lần này ai sẽ là người chiến thắng cũng như may mắn nhất để nhận được phần quà từ bếp của mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh bếp của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.